căn tập thể 36 mét vuông cơi nới thành 80 mét vuông mà giao bán tới hơn 3 tỷ, tính ra gần 100 triệu mét vuông, thế này thì có bị ngáo giá hay sao? Bình thường mà hơn 3 tỷ có khi em mua được chung cư cao cấp ấy. Đó, thị trường luôn luôn có cái lý của nó, và rõ ràng thì là phải có người nào giao dịch cái giá đấy thì người ta mới đăng lên báo giá đấy chứ, đúng không? Nếu mà mình ngay từ đầu mình nghĩ ngay là ngáo thì không được đâu. Phải có lý do gì đấy chứ, đúng không? Đúng rồi, em nghĩ cũng như là như thế. Có cầu này mới có cung. Chính xác. Có cầu tức là đặt lệnh ấy. Ông có phải có một ông đặt lệnh rồi, đặt lệnh múc rồi. Đúng rồi, thì bên kia mới khớp được chứ. Đúng không? Và em nghĩ là cái mức giá này nó cũng phải dựa trên một cái, ví dụ như kiểu mốc gì đúng không, thì người ta mới có cái mức giá này. Nó phải có dựa trên một cái lý do gì đấy. Ví dụ đọc sâu kỹ thì cái người mua đấy, nhóm người mua hoặc người mua đấy có thể có một cái lý do gì đấy rất là đặc biệt. Họ muốn thâu tóm nốt cái khu đấy chẳng hạn, hoặc là họ muốn rằng là gửi con em đi học ở tại cái khu đấy. Vì gần đây cái việc đi học đi hành cho con em ở trong cái khu 4 quận nội thành ấy, các thứ ấy, là mọi người rất là chú ý. Dừng lại đã, tất cả anh chị em đăng ký kênh, cảm ơn mọi người. Giống như kiểu là ví dụ là nhà em có một mảnh đất ở đây rồi, muốn mua nốt mảnh nhà hàng xóm thì sẽ có thể là chấp nhận mức giá cao hơn, đúng không anh? Đúng rồi, mức giá rất cao luôn, có thể mức giá trên trời luôn. Ví dụ là đặc biệt ở trong phố cổ Hà Nội, khi mà người ta thâu tóm đến khoảng tầm, trong cái ngõ có khoảng tầm 20 căn hộ, người ta đã thâu tóm được đến 19 rồi, còn đúng một căn còn bé tí rồi. Có những cái kinh điển ở Hà Nội là ví dụ như còn có toilet thôi, bán toilet đắt vãi luôn, chia ra mét vuông đắt kinh khủng khiếp luôn, nhưng mà người ta vẫn thâu, vẫn mua, phải thâu đúng không? Vẫn mua, mua à, đây là một chia sẻ của một giai phố cổ. Những cái căn nhà như thế này thì ai nên mua và ai không nên mua, và nếu mà không mua thì nên làm gì ạ? Một mặt thì rõ ràng là như vậy, chúng ta phải hiểu là người mua rất đặc thù, do người ta có nhu cầu gì đó. Thì khi mà đứng ở bên phía người mua hiểu ấy, thì hiểu rất đơn giản thôi. Đấy là khi mà các bạn có một cái nhu cầu đó thì thực ra bản chất nó xuất phát từ nhu cầu của bạn. Do đó múc nhanh nhất có thể, nó giống hệt như chứng khoán thôi. Cái hôm đấy thì còn dư bán thì thôi cứ múc luôn, đừng có ngại giá trần, giá chiếc cả, múc luôn. Ngược lại thì thử đứng ở phe bên phe bán. Bên phe bán mà thực ra tình hình ở bên kia mà múc căng quá, múc căng quá thì thôi mình phải rụt lại đã, lại phải tăng giá thêm đúng không? Cũng chưa chính là tăng giá thêm, cứ rụt lại, đừng bán vội, đừng kê trần. Bởi vì mình phải rút lại để mình nghĩ đã. Thực ra trong cái quá trình bạn nghĩ ấy, cũng là tăng giá luôn. Cũng phải sướng vào trong lúc nghĩ tăng giá là sướng nhất rồi. Đấy thì là đấy là cái phe bán, thì phe bán thì thiên về gọi là khái niệm gọi là găm hàng. Đấy, khi mà mình găm hàng trở lại thì mình có cơ hội để mình hiểu biết hơn rằng là mình đặt câu hỏi thử xem, ủa tại sao cái thằng này tự nhiên nó lại mua mình giá cao vậy, đặt sao nó lại đặt múc giá chân vậy, mình có bị hớ không, đúng không ạ? Không, đừng nghĩ mình có hớ, mà chỉ là câu hỏi là tại sao thôi, nghĩ cho họ trước. Bởi vì khi mà cái phản xạ của Hiếu đấy là Hiếu nghĩ ngay là mình có bị hớ không, thì khi mà các bạn nghĩ là bạn bị hớ không ấy, thì các bạn sẽ bị giới hạn ở trong cái mức giá nhất định. Bởi vì do mình chỉ bảo mình bị hớ 5% nhỉ, 7% nhỉ, nhưng câu hỏi ấy, là nhỡ đâu người ta quá cần cái đấy. Nên kể cả có câu trả lời là Hiếu có nghĩ rằng là bị hớ 5-7% hay không thì nó không ăn thua. Có khi người ta 100% người ta vẫn mua, mà gấp đôi người ta vẫn mua rồi. Thế nên là mình mà trả lời câu hỏi mình có bị hớ hay không thì mình vẫn bị hớ. Đúng rồi. Mình phải đi tìm hiểu là tại sao cái thằng mua nó muốn mua nốt. Rồi em cái hiểu. Của mình ấy, thì rồi. Mình sẽ bớt bị hớ hơn. Đúng rồi, ok em hiểu. Nghĩa là đối với những cái người mà đã có nhu cầu thì sẽ nên mua đúng không ạ? Bằng mọi... Có nhu cầu thì thôi, nên múc ngay bằng mọi giá. Còn đừng để cho nó chạy mất. Đối với những người trẻ như em thì có nên kiểu FOMO theo những cái thông tin như thế này không ạ? À, FOMO chắc chắn là không, bởi vì thực ra là vấn đề là tình hữu dụng. Qua lại là tình hữu dụng, là Hiếu mua xong Hiếu có dùng vào việc gì không? Thì thực ra tình hữu dụng của Hiếu mà thấp ấy, thì rõ ràng mình mua đua theo thì mình chả dùng vào nó vào cái việc gì cả thì hỏng luôn. Trong chứng khoán cái điều này có rất là rõ. Ví dụ như các bạn thấy là một cái đội mua thâu tóm họ cần nốt khoảng tầm 0,5%, 1% cuối cùng để họ lấy được cái toàn quyền. Thì khi các bạn mua 0,1%, 1% công ty, lúc đấy bạn cầm cái cổ phiếu đấy sau cái ngày quyết định đấy thì thật sự không để giải quyết được gì cả, nó ngâm cho bạn chắc là phải đến 10 năm công ty đấy. Người ta không giả cổ tức, người ta lỗ thì các bạn chết luôn. Trong khi vào cái cục vàng này vào tay một số người thì nó lại là rất tốt dành cho một số tay số người, bởi họ thiếu cái phiếu để họ ra nốt cái quyết định cuối cùng nữa để quyết định cái định hướng doanh nghiệp đấy. Thì nó nói chung là nó phải
cái đấy nó phải vào tùy tay từng đúng người cơ. Ok, em rất là dễ hiểu những câu trả lời của anh Tuấn Anh. Một câu hỏi cuối là đối với những người trẻ như em ấy, mà có tầm 3 tỷ như thế, nên đi thuê nhà hay là nên đi mua nhà để dành tiền đấy để đầu tư? Rồi đấy, cuối cùng thì vẫn là tính hữu dụng. Có nghĩa rằng là có 3 tỷ thì ví dụ vào tay anh chẳng hạn như thế là chắc chắn là anh đi thuê nhà. Và anh để hẳn luôn cho Hiếu luôn 3 lít, 300 triệu để trả tiền thuê nhà. Còn lại 2 tỷ 7 là anh sẽ chiến bộ môn đầu tư, bộ okay. môn nào mà anh giỏi nhất. Đó. Đấy, nhưng mà lại phải tùy người, vì với cái kiến thức kinh nghiệm của anh ấy, thì anh sẽ làm như thế. Nhưng đối với Hiếu chẳng hạn, thì Hiếu có thể bỏ 1.5 tỷ. Đúng không? À. Với người khác thì được rồi, không, em chả có kinh nghiệm đầu tư gì cả. Thế có khi múc luôn con nhà để cho nó an cư lạc nghiệp. Cái này nó rất là tùy vào người đấy, thứ nhất. Nhưng mà có một cái lời dặn là nếu như các anh chị các bạn mà mới có khoảng tầm 1 tỷ mà lại đi vay khoảng tầm hơn 2 tỷ đi mua cái nhà, tức là tỷ lệ nó khoảng tầm trên 70% ấy, thì rất là không nên. Tức là chúng ta hạn chế mua bất động sản, mua nhà để ở với mục tiêu là tiêu dùng với một cái tỷ lệ đòn bẩy quá là cao thì không nên. Ngay đối với chúng tôi là những nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy, thì ngay cả đến có 100% tiền thịt chưa chắc đã mua nhà, chứ đừng nói là mình phải dùng tiền đòn bẩy, tức là vay và phải trả nợ hàng tháng. Hãy nhấn đăng ký kênh ngay và luôn để nhận được những phần quà từ FinPit. Cảm ơn tất cả anh chị em.